tới từ Thanh Hóa và hiện tại thì bố mẹ cũng như là anh chị cũng đang sinh sống tại ở Thanh Hóa. Bây giờ thì em đang ở ngoài Hà Nội để học cũng như là thi thoảng có đi làm thêm để giúp đỡ bố mẹ được một phần nào đấy. Bạn bè thì hay nhận xét rằng em là một người rất là trầm tính và ít nói. Mọi người thì hay thích nghe những bản nhạc vui và sôi động, nhưng em thì hay tìm những bản nhạc buồn. Trong đêm gala đầu tiên này thì em có chọn một ca khúc của nhạc sĩ trẻ Tiên Cookie, muốn kể một câu chuyện của một chàng trai khi mà đang cố quên đi một người mình rất là yêu thương. Rõ chữ ra nữa. Nhạc sĩ Cô Trung có góp ý với em là cố gắng phát âm cho nét chữ ra và đừng bị gò bó ở trong cổ họng. Anh Quân thì là một hot boy, một cậu bé rất là thư sinh. Tôi nghĩ đây là một cậu bé sẽ thu hút được sự chú ý của khán giả. Hy vọng rằng mọi người có thể đón nhận một chàng trai đang kể những câu chuyện của mình bằng những bản ballad tình cảm và nồng nàn. Hàng đêm có những phong thư không gửi cho ai, chỉ viết cho vơi niềm đau vì nỗi nhớ trong anh còn sâu. Đời nhiều lắm mệt nhoài, sao vẫn ngu ngơ yêu một ai dù ngần ấy xa xôi. Từ khi em buông tay anh không lời biệt ly, vạt áo đã muốn tay em một lần níu kéo, ướt đẫm cơn mơ chiều nay mà chẳng thấy đôi tay mềm ấy. Một niềm nhớ hoang đường, biết đến khi nào tan thành mưa, lại tìm kiếm trên con đường xưa, tìm nơi nào anh có em. Đường mòn anh đi như đang sai thêm, anh có sai khi cố quên em, nên đắng cay hôm nay anh ghim thật sâu trong giấc mơ anh mơ.